Tiếp theo là đến với một chiếc tàu hỏa cổ điển này. Wow, rất là đẹp nha, màu sắc rất là đẹp nha. Rồi đang xịt trên. Ok, tiếp theo mình xin đến với một chiếc xe jeep các bạn này. Đây, rất là mạnh nha, trên này có một cái đèn này. Ai để mua phía sau có một cái móc kéo này. Wow, xe này chạy bằng bánh đa nha. Yeah. Ok, rồi, rất là mạnh luôn các bạn ơi. Còn đây là một chiếc xe quái vật này các bạn này. Oh, xin cảm ơn nha. Đây là hùng dữ và hai con mắt đây. Bánh rất là bự và có giảm tốc. Tốc độ rất là mạnh đấy nha. Đấy, vừa có mọi đi nha các bạn. Yeah. Ok. Đây một chiếc xe nâng nha. Wow. Xe này dành cho cứu hỏa thời điện này. Đấy. Nâng lên hai chỗ này. Xoay này. Yeah. Wow, cái này đều giữ thăng bằng nha các bạn. Đưa hai này ra để giữ thăng bằng cho xe nha. Để khỏi bị lật nha. Yeah. Ok, đây là ngâu nha. Rồi. Tiếp theo mình xin giới thiệu một chiếc Mercedes này, siêu xe này.